Chào anh cơ quan. Xin chào Trung, xin chào tất cả mọi người. Thì mời xuống thượng sĩ nhất và anh cơ quan. Mời anh thượng sĩ nhất. Xin chào Trung, chào thư quan và chào tất cả bà con mình tham gia diễn đàn. Thì trước khi mà tôi nói tới vụ Đào Minh Quân á, thật sự nãy giờ tôi nghe tôi cũng hầm háng này cho lắm, mồ hôi nó nổ ra nườm nượp rồi nè. Nhưng mà trước khi tôi nói ví dụ Đào Minh Quân thì tôi cũng thông báo cho bà con mình, nếu ai nghe rồi thì thôi thì nghe lại, mà nó chưa nghe thì nghe. Thì cái đài AFP nó vừa thông tin là cái đài BBC của Anh nó giải, không phải là giải tán mà nó giảm biên chế, do lý do là các đài con, các đài mà tiếng của các nước trên thế giới á, mà nó đặt trụ sở tại London á, thì các cái đài này nè là nó do ví dụ như đài BBC tiếng Việt, hay là đài BBC tiếng Hàn, hay là đài BBC tiếng Thái, vân vân, tiếng Ả Rập, thì nó giảm nhân sự với lý do là không có đủ kinh phí, để nó nuôi mấy cái đài này nữa, thì nó chuyển về ở nơi cứu quốc hết, là mấy cái chi nhánh, mỗi một quốc gia nó đều có một cái chi nhánh, nó chuyển về đó. Còn riêng cái đài BBC tiếng Việt thì nó chỉ còn có nhân sự, chỉ còn có 2 thôi. Vì vậy cho nên là nó chuyển về cái chi nhánh của cái đài BBC tiếng Việt nằm tại Thái Lan, trong đó là đài Thái Lan nó cũng chuyển về luôn, cái đài BBC tiếng Thái Lan nó cũng chuyển về Thái Lan luôn, thì cái đài BBC tiếng Việt á thì nó chuyển, cũng cái chi nhánh nó đặt tại Thái Lan nó cũng chuyển về đó. Thì chắc nó gần đây, chắc nó quật mình, cũng mai mốt nó quật mình cũng dữ á, nhưng mà tôi nghĩ là chắc nó quật mình cũng được nhiều. Alo, còn nghe không ạ? Dạ nghe anh cứ chia sẻ. Ủa, sao tôi thấy nó tạm vắng, nó tạm ngưng vậy ta? Thì cái điều này là mình thấy là tụi nó đang xuống dốc á. À, nếu mà thật sự là nó không có kinh phí để nó hoạt động á, mà nó giảm biên chế á, thì chứng tỏ là tụi nó đang xuống dốc, mình cũng đỡ lo một phần. Không biết ý kiến của anh các bạn sao, chứ tôi thấy là tôi cũng mừng à. Khi một cái đài BBC đó, một cái đài BBC nó lớn như vậy, lớn mạnh như vậy suốt bao nhiêu năm qua, mà tới giờ phút này thì vì vấn đề gì đó để thứ nhất có chia sẻ đó, thì họ cũng phải có những động thái gọi là cắt giảm. Cắt giảm mà chúng ta có thể hiểu đó là dẹp bỏ bớt, bởi vì nó không hiệu quả và nó hao tốn kinh phí. Thì đó là một được tài trợ từ của một quốc gia đó nha, một quốc gia châu Âu mà còn không trụ được nữa, thì huống chi chỉ là những cá nhân như Đào Minh Quân, đúng không? Đó thì cái câu chuyện này nó dựa vào, để lưu ý mọi người rất là hay. Nhưng mà qua cái câu chuyện này hồi nãy Trung có chia sẻ đó, nhưng mà với góc nhìn của mình thì anh cũng muốn mang ra để bàn, để mổ xẻ. Và đó là cũng là để một cái nhắc nhở mọi người trong cái việc, đặc biệt hôm nay là bắt đầu này chuẩn bị qua ngày 2 tháng 10 đúng không, là giống như cái ngày mà mọi người biết là cái luật an ninh mạng bắt đầu có hiệu lực gì đó, thì để chúng ta có những cái loại nó chỉnh chu hơn, hoặc những câu từ, hoặc những vấn đề gì đó lên không gian mạng nó chuẩn mực hơn, để tránh vi phạm vào những cái điều mà luật đã quy định. Đến lúc mà nếu mà chúng ta vi phạm mà chúng ta bị xử phạt đó, thì chúng ta lại kêu ca thế này thế nào thì nó lại không hay lắm. Thì không biết ý Chung thế nào. Dạ nhất trí thôi anh, có những cái gì hay anh em chúng ta chia sẻ để mọi người cũng rút kinh nghiệm, nó cũng là cái điều tuyệt vời, anh rất là mong muốn cái điều đó. Ok Chung, xin chào Diêm Hiệp, chào Phúc Hữu, chào tất cả mọi người.